Vô phụ kệ số xin kính chào quý khách. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cái sản phẩm ổ cắm điện hẹn giờ thông minh. Thì đây chính là một cái ổ cắm điện hẹn giờ thông minh này. Thì cái ổ này nó có rất là nhiều các cái ứng dụng, chúng ta có thể hẹn tắt bật các cái thiết bị điện trong gia đình. Một số các ứng dụng điển hình như là chúng ta có thể hẹn tắt bật cái bình nóng lạnh này, hay là hẹn tắt bật biển quảng cáo này, hay là hẹn tắt bật các cái đèn hành lang sân vườn. Ngoài ra là một cái ứng dụng mà được nhiều người sử dụng nhất cho cái sản phẩm này, đó chính là hẹn tắt bật cái máy tưới cây. Bởi vì nhiều người yêu cây yêu hoa nhưng không có thời gian để chăm sóc và phun tưới, thì người ta sẽ sử dụng cái ổ cắm điện này để tự động tưới cây tưới hoa theo một cái thời gian mà người ta đã định trước. Thì một số các thông số của cái ổ điện này là chúng ta sẽ cắm vào điện 220V bằng hai cái rắc này, bằng cái rắc hai chấu này, chúng ta cắm trực tiếp vào cái ổ điện của gia đình chúng ta. Thì cái công suất của cái ổ điện này có thể là 2300W nhé, và dòng định mức tối đa là 10A. Như vậy là chúng ta có thể cắm một số các thiết bị có công suất lớn như là điều hòa, nóng lạnh hay là TV cũng đều được, vì công suất của nó lên đến 2300W cơ và dòng là 10A cơ. Thì trên này nó sẽ có một cái ổ điện này, thì các bạn sẽ cắm cái thiết bị mà các bạn cần hẹn giờ vào cái ổ điện này. Các bạn muốn hẹn giờ cái thiết bị gì thì các bạn cắm trực tiếp vào đây. Ở đây chúng ta sẽ có một cái màn hình LCD và có 8 cái nút nhấn như này. Thì 8 cái nút nhấn như này sẽ có một số chức năng như sau này. Nút Block này là chúng ta sẽ cài đặt thời gian cần tắt bật. Nút Wake này là chúng ta hẹn thứ ngày tháng. Nút Hold này là chúng ta cài đặt giờ. Nút Min này là chúng ta cài đặt phút. Nút Auto On Off này là chúng ta chọn chế độ hoạt động cho cái ổ cắm điện này. Nút Clock này là chúng ta cài đặt ngày giờ. Và nút Reset này là chúng ta xóa toàn bộ cái chương trình cũ đi. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt cho cái ổ cắm điện thông minh này. Thì bước đầu tiên để cài đặt được cho cái ổ cắm điện này, chúng ta cần phải cài đặt cái thời gian thực cho cái ổ cắm. Thì ở đây các bạn nhìn thấy là cái thời gian thực đang là 21:04:27 thứ 6. Thì tôi sẽ cài đặt theo cái thời gian thực của tôi ở đây. Thì thời gian thực của tôi đang ở đây đang là 19:04 thứ 5. Thì để cài đặt được thời gian thực cho đồng hồ, đầu tiên các bạn giữ cái phím clock này, các bạn giữ nhá. Giữ, và chúng ta sẽ thay đổi các cái giá trị ở trên này là thứ này, giờ và phút này. Thì hôm nay là thứ 5 thì ở đây đang là thứ 6, tôi sẽ chuyển về thứ 5 nhá. Tôi nhấn một lần này, hai lần, ba lần, thứ 2 này, thứ 3 này, thứ 4 này, thứ 5. Đó, như vậy là tôi đã chuyển về thứ 5 này. Và của tôi đang là 19:04 thì tôi chọn 19:00. Đó, nhấn nút Hold này, này thay đổi giờ này. 19:04. Đó, nhấn nút Min này để thay đổi phút này. Đó, thì tùy theo cái thời gian thực của gia đình các bạn đang là mấy giờ thì các bạn phải cài đặt đúng để cái ổ cắm điện này nó sẽ bật tắt đúng theo cái thời gian mà các bạn đã cài đặt nha. Đây 19:04. Đó, như vậy là tôi đã cài đặt xong cái thời gian thực cho cái ổ cắm điện này. Thì bây giờ tôi sẽ cài đặt đến cái thời gian tắt bật các cái thiết bị điện. Thì cái ổ cắm điện này nó có thể hẹn được 16 lần tắt bật trong một ngày nhá. Các bạn chú ý 16 lần tắt bật trong một ngày, và mỗi một lần tắt bật là tối thiểu nhất là 1 phút. Đó, 1 phút, tức là các bạn muốn bật cái thiết bị gì thì tối thiểu nhất là 1 phút, và các bạn sẽ bật được 16 lần trong một ngày. Thì để cài đặt được cái thời gian tắt bật cho cái ổ cắm điện này, các bạn nhấn vào nút Block này. Nhấn vào nút Block thì nó sẽ hiện lên một cái màn hình có số 1 và cái chữ On. Đây chính là cái lần mở, hẹn thời gian lần mở nhá, lần mở đầu tiên. Vì chúng ta có 16 lần thì nên đây nó mới chỉ là số 1 thôi, nên các bạn còn 15 lần nữa nhá. Lần mở đầu tiên này, thì các bạn ví dụ như tôi muốn hẹn là 19:10 chẳng hạn. Tôi nhấn nút Hold này, 19:00. Đó, 10 phút là cái thời gian mà tôi sẽ bật cái thiết bị điện của tôi lên. Và tôi nhấn Block một lần nữa, nó sẽ chuyển sang là 1 off. Thì đây chính là cái thời gian để tôi tắt cái thiết bị mà tôi vừa bật lên ấy. Tôi vừa bật là 19:10 thì bây giờ tôi tắt nó đi vào lúc 19:20 chẳng hạn. 19:00. Đó, 20 thì tôi nhấn vào Min 20 phút này. Đó, 21 rồi, tôi cho 25 đi. Đó, như vậy là cái thiết bị của tôi nó sẽ được tắt vào lúc 19:25 phút và được bật vào lúc 19:10 phút. Đó. Các bạn muốn cài đặt tiếp các cái lần tắt bật trong ngày, các bạn lại nhấn Block. Đó, On 2 này, các bạn muốn tắt mở vào mấy giờ thì các bạn cũng chọn Hold lên. Ví dụ cái này tôi chọn là 20:00 chẳng hạn. Đó, 20:00. Và tôi nhấn Block một nữa thì là cái thời gian tắt off. 20:00 tôi vừa bật vào lúc 20:00 thì tôi tắt vào lúc
20:05 chẳng hạn. Đó, các bạn làm tương tự với các cái thời gian tiếp theo nhé. Đó, các cái mốc thời gian tiếp theo chúng ta có 16 lần. Đó, các bạn cứ nhấn nút block này nó sẽ chuyển sang cái lần tắt bật tiếp theo. Đó, ta sẽ có 16 lần. Đó, nó sẽ hết 16 lần nó sẽ quay trở về lần đầu tiên này. Ngoài ra ấy, thì cái ổ cắm điện này nó còn có thể cho chúng ta hẹn là tắt bật vào các cái thứ ngày tháng trong một tuần. Ví dụ như ở đây tôi muốn là bật vào, đây là tôi sẽ bật cài đặt hẹn giờ vào cả tuần nhá. Đây là nguyên thứ hai này, đây là nguyên thứ ba, nguyên thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Đó, hay là tôi hẹn là 2, 4, 6 này, 3, 5, 7 này, thứ bảy, chủ nhật này, thứ hai, thứ ba, thứ tư này, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy này. Đó, ngoài ra chúng ta có thể cài đặt là nguyên ngày trong tuần này, hay là nguyên thứ bảy này. Đó, rất là nhiều chế độ, thì cái này các bạn có thể về tự nghiên cứu nhá. Bởi vì là cái ổ cắm điện này người ta cũng có một cái ứng dụng rất là hay, đó là người ta sẽ hẹn giờ cho cái thời gian tắt bật của các cái trường đại học, các cái trường học giờ ra chơi, giờ vào lớp ấy. Đó, chúng ta sẽ sử dụng cái ổ cắm điện này. Thì ở đây tôi sẽ chạy thử cho các bạn một cái chương trình. Đây, tôi sẽ chạy thử cho các bạn một cái chương trình là để quay trở về màn hình chính nhá. Các bạn nhấn nút clock này. Đó, nó sẽ quay trở về màn hình chính. Ở đây tôi đang có là 19:07. Vậy bây giờ tôi sẽ thử một cái chương trình là tôi sẽ bật một cái máy bơm phun xương vào lúc 19:08, 19:09 và tắt đi vào 19:10 nhá. Thì tôi nhấn vào nút clock này, tôi chọn 19:08 là bật nó lên. 19:08, 19:09 đi là bật, và 19:10 là tắt. Như vậy là tôi sẽ hẹn cho cái máy bơm của tôi chạy trong 1 phút nhé, để tôi chạy thử cho các bạn xem luôn. 19:09 này là bật này, nhấn một lần nữa này là sang tắt này, là 19:10 này là tắt này. Tôi sẽ chọn là 19:10. Đó, 19:10 này là thời gian tắt này. Đó, 19:09 bật, 19:10 là tắt này. Rồi muốn quay trở về nhấn nút clock này. Đó, thì ở đây các bạn nhìn thấy cái chế độ nó đang là off này, thì các bạn chuyển sang chế độ auto. Còn nếu mà bạn chuyển sang chế độ on là cái ổ cắm điện này nó luôn luôn được bật nhá, luôn luôn có điện nhá. Còn chuyển sang off là luôn luôn tắt nhá. Còn các bạn chuyển sang chế độ auto ấy là nó sẽ hoạt động tắt mở theo cái thời gian mà chúng ta vừa cài đặt trước. Đó, tôi vừa cài đặt là 19:09 đúng không? Bây giờ tôi sẽ cắm vào ổ điện này. Và tôi sẽ cắm cho một cái máy bơm nước. Tôi sẽ cắm cho một cái máy bơm phun xương như này. Đây, thì là chuẩn bị chuyển sang 19:09 này. Đó, các bạn thấy không? Máy bơm của tôi bắt đầu chạy này. Đó, máy bơm bắt đầu chạy. Thì ngoài ra nhá, bên mình có bán thêm cái bộ máy phun xương này nhá. Đó, cái bộ máy tưới cây, tưới lan, phun xương làm mát này. Bộ này. Đó, máy bơm nó bắt đầu chạy này, xương nó bắt đầu phun ra này. Đó, một cái bộ máy bơm phun xương này bên mình đang bán là 600.000 nhá, bao gồm một cái máy bơm này, một cái bộ nguồn này, đã có bộ điều chỉnh tốc độ ở đây này, 5 cái đầu bếp phun xương này, 10 mét dây đầu ra này, và 3 cái mét dây hút. Đó, thì cái máy phun xương này mọi người có thể mua về để tưới cây tưới hoa nhá. Và kèm theo cái ổ cắm điện hẹn giờ này thì đủ một bộ luôn để cho các bạn tưới cây tưới hoa hẹn giờ nhá. Đó, tôi giảm tốc độ của máy đi này. Cục nguồn này có tích hợp sẵn một cái mạch điều chỉnh tốc độ nhá. Mình có thể tăng giảm được cái lưu lượng xương phun ra như mình mong muốn này. Đó, mình có thể tăng giảm đi. Đó, tăng giảm lên. Đó, như các bạn thấy này, 19:10 thì cái máy bơm của tôi đã tắt đi rồi. Đó, thì đây là một trong những cái ứng dụng mà được khá nhiều người sử dụng với cái ổ cắm điện này, đó là sẽ sử dụng cái máy phun xương này để tưới cây tưới hoa theo cái thời gian mà mọi người đã đặt trước. Thì như cái ổ cắm điện này bên mình đang bán với giá là 250.000. Nếu mà các bạn mua lẻ nhá thì bên mình bán là 250.000. Còn nếu các bạn mua cái ổ cắm điện hẹn giờ này cùng cái bộ máy phun xương này thì mình sẽ giảm cho cái bộ máy hẹn giờ này là chỉ còn 200.000 thôi. Còn nếu mua lẻ là 250.000 nhá, mua cùng bộ phun xương này thì chỉ là 200.000 thôi. Thì cái bộ phun xương này bên mình đang bán là 600.000 nhá. Bao gồm này, một cái mạch điều chỉnh tốc độ này, tích hợp bộ nguồn này, một cái máy bơm này. Máy bơm này mình đảm bảo là dây đồng 100% luôn nhá. Và 3 cái mét dây đầu hút này, 3 mét dây đầu hút.
Thì ở dây đầu hút thì mình đã có gắn sẵn một cái cốc lọc như này rồi này. Đó, để chống tắc cái bếp phun trong cái quá trình sử dụng này. Và mình sẽ có kèm theo một cái bộ này là 5 cái bếp phun xương. Như này, bếp là bếp đồng chống tắc hết nhá. Mình sử dụng bếp đồng hết. Và 10 cái mét dây đầu ra như này nhá, 10 mét dây. Ngoài ra các bạn muốn mua thêm thì mình sẽ bán là 20.000 một cái đầu bếp này và 4.000 một mét dây này. Cái máy bơm này của mình ấy thì có thể chạy được cho 20 cái đầu bếp và 40 cái mét dây này. Đó, ngoài ra ai muốn mua thêm thì mình có thể bán thêm nhá. Đó. Ok, hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái bộ sản phẩm ổ cắm điện hẹn giờ. Ai muốn mua hàng thì để lại số điện thoại hoặc là liên hệ đến số 0988 974137 nhá. Giá bán của cái ổ cắm điện này mua lẻ là 250.000 nhá. Mua cùng cái bộ máy phun xương này thì mình sẽ giảm xuống chỉ còn 200.000 thôi nhá. Đó, nên là các bạn lưu ý mua cùng cái bộ phun xương này để về làm tưới cây tưới hoa thì rất là tiện lợi luôn này. Ok, mình sẽ kết thúc cái video ở đây nhá. Mọi chi tiết mọi người có thể nhắn tin hoặc là liên hệ đến số điện thoại hotline của bên mình. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video.